dạ vâng thưa xin kính chào các anh chị em vâng thưa các anh chị em bây giờ là 16 sáu giờ của ngày thứ bảy tính theo giờ của Polly giờ này các anh chị em tại Việt Nam cũng đã khoảng 10 giờ đêm hơn 10 giờ đêm rồi tại Việt Nam vâng uh, <laughs> kính mong rằng các anh chị em tại Việt Nam và những anh chị em tranh đấu uh, tại những quốc gia hải ngoại chúng ta có những giờ phút sẽ, sẽ sẽ là những giờ phút không buồn cho chúng ta rõ rằng ngày hôm nay là một ngày một ngày mà những người tranh đấu cho sự độc lập của Việt Nam tôi nghĩ rằng không thể quên được chỉ có những người không biết thế nào là ý thức không biết thế nào là sự tự trọng của dân tộc và đương nhiên là những người đó thì không biết thế nào là quyền lợi của dân tộc cả chỉ có những người đó thì mới không có một chút suy nghĩ nào đó đối với sự kiện của ngày hôm nay hôm nay là ngày 19 tháng 1 và là một ngày một vùng lãnh thổ của đất nước của tổ quốc của chúng ta đó là đảo Hoàng Sa <laughs> đã bị những người Trung cộng dùng vũ lực để để tấn công và những người lính hải quân của việt nam cộng hòa đã là những người nổ súng đầu tiên dẫu rằng biết sự nổ súng của mình gần như là một sự tự sát trong thời gian vừa qua cũng đã có những tài liệu được coi là tài liệu và được chạy trên mạng uh, truyền thông ăn trên facebook đâu đó mang một số những cái nội dung mang tính cách uh, uh, thứ nhất là xem nhẹ và thứ hai nó nặng nề hơn và nó chưa chẽn hơn đó là phỉ báng uh, nói rằng những người lính uh, miền nam việt nam đã làm uh, mất uh, một cái đảo của đất nước việt nam và chỉ là một cái dạng tay sai mà thôi không biết là đến bao giờ thì đất nước của chúng ta đã mới có cái cảnh là trên những mạng truyền thông sẽ không còn những cái lời nói nó ngu dốt nó đần độn và nó hèn hạ như vậy nữa đó là những cái lời nói của những người được một số sự bố thí của những người gọi là chính quyền của ngày hôm nay. Và sử dụng đó trở thành những cái loa làm vấn đục, làm bẩn thỉu cái phương tiện uh, truyền thông tuyệt vời của con người ngày hôm nay, đó là mạng xã hội tự do. Uh, tôi nghĩ rằng sẽ và đã đến rất gần rồi một cái ngày mà sự linh thiêng của những người đã chết vì nước non đại Việt uh, những người đó những vong linh đó sẽ về với đất nước sẽ về với non sông và việc đầu tiên của họ đó là vặn cổ những uh, con người hèn hạ bần thỉu đê tiện đã uh, Hết sức tận tình để xỉ vả những vị anh hùng của dân tộc những người đã um, hy sinh trong uh, cuộc hải chiến Trường Sa <laughs> có thể là một số những người không mang tín ngưỡng không uh, không thấy hoặc là chưa thấy giá trị của tâm linh giá trị của tín ngưỡng giá trị của thần thánh thì các anh các chị có thể là không xúc động đối với những lời nói của chúng tôi như ban nãy tôi đề cập đến là tổ tiên của chúng ta những vong hồn những vong linh của những người đã khuất vì nước non đại việt sẽ có một lúc họ 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 phải bò dậy để họ bảo vệ cái dòng giống của họ bảo vệ đất nước đất đai của họ <laughs> Con người ta chết không phải là hết Vì thế Một lời nếu được gọi là cảnh tỉnh Góp phần để cảnh tỉnh Thì cũng xin được ân cần gửi đến những anh chị em Mà ngày hôm nay Vẫn còn tận tụy hàng ngày trôi nổi trên mạng internet trên mạng xã hội để phun ra những uh, lời tức là những lời hết sức bẩn thỉu. Vâng thưa các anh chị em. Ngày 19 tháng 1 nó gợi cho chúng ta um, một cái viễn ảnh đen tối đó là uh, giai đoạn năm 1974 cái chuyện mà những người Trung Quốc họ chiếm đảo Hoàng Sa cho tới giờ này chúng ta cần phải nhìn rằng đó là một chỉ là những cái bước tiền đề mà thôi và chúng ta đang ở những cái giai đoạn cuối cùng. Ở những cái bước cuối cùng để toàn thể đất nước Việt Nam, không phải là chỉ có biển đảo, không phải chỉ có Hoàng Sa hay Trường Sa, không phải chỉ có Vĩnh um, Bắc Bộ không phải chỉ có một số những trăm ngàn km vuông ở biên giới của phía bắc mà là toàn quốc đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn rất rõ toàn thể đất nước của chúng ta đang đứng trước một cái thảm họa là bị hán hóa bị những người tàu xâm chiếm xâm chiếm bằng đủ hình thức không phải rằng chỉ có uh, nổ súng đùng 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 mới là sự xâm lăng mới là sự xâm chiếm chúng ta nhìn thấy khả năng điều hành đất nước của những con người đang cầm quyền đó là một cái khả năng tồi tệ chưa bao giờ mà trong cái dòng lịch sử dân tộc của Việt Nam phải trôi nổi vào một cái giai đoạn là tay sai của người Hán, tay sai của Hán nô, tức là tay sai của Trung cộng nó quá nhiều như ngày hôm nay. Thưa các anh chị em. Ngày hôm nay đáng lẽ ra à, theo như cái tình hình của Uh, gọi là lề báo chí của lề đảng tức là báo chí chính thống khi uh, trong hai ngày vừa qua là uh, báo chí chính thống ồn uh, ào chạy một cách khá bất thường về cái chuyện là nhắc lại sự kiện Hoàng Sa với một cái nội dung là những uh, thế lực Trung Quốc của người Trung Quốc đã chiếm đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, trong cái cách thức trình bày đó, họ ỡm ở ờ và họ né đi hoàn toàn cái chuyện rất là tế nhị. Đó là những người chấn giữ đảo Hoàng Sa là những người lính của miền Nam Việt Nam, tức là là những người lính của Việt Nam Cộng Hòa. Thể chế Việt Nam Cộng Hòa nó khác hẳn với thể chế Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía Bắc lúc bấy giờ là vô tay, vỗ tay, hoàn hồ tất cả những hình ảnh, tất cả những tư liệu ở trong những cái thư khố của quốc tế đã cho chúng ta nhận thấy rõ cái hành vi vỗ tay hoan hô của những kẻ cầm quyền phía Bắc lúc bấy giờ, tức là năm 1974, khi là uh, câu chuyện Hoàng Sa khi đảo Hoàng Sa đã bị đã bị chiếm lĩnh đã bị đã bị lấy mất <laughs> thậm chí còn có những cái câu tuyên bố lúc bây giờ là của Lê Đức Thọ à, tuyên bố một cách hết sức xanh dờn rằng à, à có lấy Hoàng Sa đó thì cũng là à, đàn anh Trung Quốc lấy giúp dùm chúng ta giải phóng giúp dùm chúng ta có thể là đàn anh Trung Quốc những người Trung Quốc sẽ giữ một vài năm nhưng rồi sẽ là của chúng ta còn hơn là để lọt vào tay kẻ thù kẻ thù là ai kẻ thù là việt nam cộng hòa nhân cái câu nói của ông lê đức thọ đó tức là tổng bí thư lúc bấy giờ thì cũng muốn xin nhắc lại với các anh chị em lê đức thọ là một trong ba người quyền lực giai đoạn năm 1974 ờ, ừ. ông Lê Đức Thọ là tổng bí thư em của ông Lê Đức Thọ là ông Mai Trí Thọ và một người anh em nữa là ông Đinh Đức Thiện ông Mai Trí Thọ thì nắm quyền lúc bây giờ là bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Công an Mai Trí Thọ Ông Đinh Đức Thiện nắm quyền tổ chức đảng, tức là ba người ý, ủy viên trung ương đảng nắm những cái trọng trách quan trọng nhất lúc bấy giờ là ba anh em ruột, ba anh em ruột họ Phan của đất Nam Định, <laughs> Nam Định đối với tôi là quê mẹ của tôi, đất Nam Định. Thì từ cái chuyện nó có vẻ riêng tư như vậy Để cho chúng ta thấy rằng Cái bản chất của những người cầm quyền cộng sản Là họ coi bố mẹ của họ Họ coi gia đình của họ Họ coi dòng tộc của họ Không ra cái nghĩa lý gì cả <laughs> Ba anh em mang ba cái họ khác hẳn nhau Trong khi chúng nó là ruột thịt với nhau Từ một thằng bố Từ một con mẹ đẻ ra <laughs> à, từ các anh chị em chúng ta nhìn đến sự kiện Hoàng Sa với những lời tuyên bố của những kẻ cầm quyền cộng sản từ những năm 1974 và chúng ta nhìn ra cái hành vi hiện tại của họ. Các anh chị em tại Sài Gòn nhà cửa đều hầu hết là bị cấm bị cấm ra khỏi nhà. Vậy thì báo chí của họ họ chạy những cái dòng tin tức về cuộc hoàng sa họ chạy để làm cái gì phải chăng là họ lại mang một cái ý đồ dẫn dắt người dân ăn cất gà tiếp theo vì, vì, vì nếu mà họ nghĩ đến thực lòng của họ nghĩ đến những vị anh hùng đã hy sinh vì đảo vì biển đảo vì đất đai vì sông nước biển cả của tổ quốc đó thì đương nhiên là người ta phải hỗ trợ cho những cái nỗ lực muốn tưởng niệm và làm tưởng niệm nhưng nó trái hẳn với trên báo chí là những cá nhân hoặc những tổ chức muốn tưởng niệm đều đã bị ngăn cấm đều đã bị ngăn chặn điều này tạo cho chúng ta một câu hỏi rằng những người đó họ là ai từ cái câu hỏi những người đó họ là ai đó, thì cũng xin nhắc với các anh chị em trước khi đi vào cái đề tài ngày hôm nay tôi nghĩ rằng nó khá là tế nhị nó khá là 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 sốc cho một số người kể cả những người ở Việt Nam lẫn những người ở hải ngoại đó là làm thế nào để lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam và tại sao phải lật đổ cái chế độ cộng sản đó thì trước khi đi vào một cái đề tài nó có vẻ hơi nóng nóng như vậy thì xin nhắc đến các anh chị em là chúng ta sắp sửa đến Tết rồi. Và đến Tết thì thường là những cái món ăn của người Việt Nam, Tết truyền thống của chúng ta đó là chúng ta sử dụng rất nhiều thịt heo, rất nhiều thịt lợn. Và đã có hiện tượng rất nhiều những con lợn đã đã bị dịch lan từ ở trung quốc sang việt nam và những đàn lợn đó nó thay vì phải tiêu hủy thì đã đem ra thị trường bằng nhiều cách khác nhau một số những cái hình ảnh và tin tức mới nhất chúng ta nhận được đó là rất nhiều những con lợn đã bị chặt chân tại vì người ta chặt chân chặt đầu tại vì nó mang một cái chuyện là uh, cái hiện tượng dịch đó là long móng lở mồm, long họng. Thì nhắc với nhau để chúng ta cẩn thận, bởi vì thường đến Tết thì chúng ta thường hay xề xòa lắm, chúng ta hay dễ dãi lắm và chúng ta cái sự dễ dãi của chúng ta nó sẽ kèm theo những sự dễ dãi đối với con em của chúng ta. Đặc biệt bánh trưng, bánh Tết. Uh, xin các anh chị em thật phải hết sức cẩn thận này là chúng ta xin nhau đừng nghĩ rằng à chúng tôi là những người ở nước ngoài và chúng tôi nói về vọng về Việt Nam cái chuyện này đó nó như là uh, một cái lời nói mang cái tính cách như là nhân đạo thưa không đây là bổn phận những cái anh chị bởi vì nó liên quan đến những đứa trẻ đang lớn lên những đứa trẻ sẽ sinh ra đó chính là dòng sinh mệnh của dân tộc của chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn với nhau với một cái nhìn hết sức lo lắng là liệu 20 năm tiếp theo, tức là 20 năm nữa, một câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có còn được gọi tên đất nước của chúng ta là đất nước Việt Nam hay không? Hay nó là một cái tên khác? và liệu chúng ta có còn nói chuyện được với nhau bằng thứ tiếng nói như thế này hay không hay là ngộ nỉ tả cái quái gì đó uh, chen đầy vào trong cái mồm miệng của con cái của chúng ta một cái ngôn ngữ của người Trung Hoa đỏ? đó là về vấn đề văn hóa còn về vấn đề sức khỏe cũng vậy chúng ta không thể 10 năm nữa hay 20 năm nữa uh, chúng ta không thể muốn không thể chấp nhận là những người Việt Nam uh, 10 năm nữa là những người Việt Nam ọt ẹo là những người Việt Nam sống dở chết dở người toàn là bệnh tật ngày hôm nay chúng ta đặc biệt là nữ nhân, những người nữ của Việt Nam hết sức đẹp chúng ta là một giống dân trời ban cho một cái sắc diện đẹp đẽ <laughs> nó không trắng ơn ẩn nó cũng không đen thui thủi mà nó hồng hào, nó uh, nó đẹp đẽ. Và sự đẹp đẽ đó chúng ta phải gìn giữ. Càng nhìn những người tuổi trẻ đẹp đẽ của ngày hôm nay thì chúng ta lại càng cần phải quan tâm để giữ gìn cho những lớp trẻ của 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau nó phải đẹp như thế. Và đặc biệt đẹp thể xác đi với cái đẹp của tinh thần chứ nó không thể khập khiễng như ngày hôm nay cái đẹp về xác thịt của ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều nhưng những cái đẹp của xác thịt đó cái đẹp của thân thể đó không tương đồng không tương ứng không tương xứng đối với những gì mà trong đầu của đa phần tuổi trẻ đẹp đẽ ngày hôm nay đang mang cái nhìn và kiến thức cũng như là tư cách hoặc là nhân đạo của lớp trẻ ngày hôm nay đang hết sức báo động đây là một điều nghiêm khắc để tất cả chúng ta những người biết đọc biết viết ngày hôm nay phải tự ý thức rằng đó là trách nhiệm của chúng ta trách nhiệm này tự chúng ta chúng ta mang với tiền nhân của chúng ta Chứ không phải cái thằng A, thằng B, thằng Mỹ, thằng Tàu hay thằng Mà Mẹ ai nào đó nó bắt chúng ta phải mang cái nhiệm vụ này, mang cái trách nhiệm này. Đây là trách nhiệm lương tâm. Vì thế, miếng ăn trong những ngày Tết hết sức mong các anh chị em cẩn thận. Cẩn thận không phải vì chúng tôi, cẩn thận không phải vì ý, bản thân các anh chị em nữa, mà cẩn thận vì dòng sinh mệnh của chúng ta. Cẩn thận vì đất nước của chúng ta sắp tuyệt tự, sắp tuyệt diệt. Nếu chúng ta không ý thức. Người biết đọc, biết viết và mang tâm đạo ngày hôm nay ở đất nước Việt Nam không có nhiều. Những người những người nghe một cái live stream như thế này là hết sức khó khăn. Là không nhiều, là rất ít ở Việt Nam. Đây là những cái live stream khó khăn đây là những cái live stream không mang một sự cười cợt không mang uh, những nội dung mà người ta có thể vui vẻ được mà trái lại đều mang những nội dung mà mỗi một người đều cảm thấy khó nghe bởi vì nó thốn nó thôn thốn đến chính lương tâm của mình vì thế những anh chị em chúng ta nghe nhau xin đừng nhìn rằng à là một anh chàng ở paris ở pháp dạy dỗ các anh chị em tại việt nam thưa không chẳng có thằng nào tư cách đủ tư cách để dạy các anh chị em cả mà là hồn vía của non sông hồn vía của những người đã chết bắt chúng ta phải nói chuyện với nhau dựng đầu chúng ta để chúng ta phải nói chuyện với nhau dẫu rằng chúng ta không thích dẫu rằng chúng ta không muốn bản thân tôi chỉ muốn đi chơi với mấy con chó của tôi thôi, thôi bản thân tôi chỉ muốn sống với miếng vườn với mảnh vườn với răm ba cây cải của tôi thôi, tôi không có một cái đam mê về cái chuyện là à, à ôm những cái chuyện gọi là chuyện trên trời dưới đất, ôm cái chuyện của thiên hạ, đam mê của tôi là gì? đam mê của những người như chúng tôi là gì? chúng tôi cần có được một sự yên tĩnh Chúng ta cần có được một đời sống không bị tranh giành, không bị người ta nói vào đầu, nói lên đầu, nói lên cổ. Anh em chúng tôi, bạn bè chúng tôi hay vợ con chúng tôi. Tại sao chúng tôi sống ở một đất nước thanh bình mà chúng tôi cứ phải bương trải, cứ phải lăn lộn vào trong những cái chuyện gọi là chuyện đánh đấm chuyện tranh cãi, chuyện lý luận, luận chuyện xỉ uh, vả. Những cái thao thức đó, những cái dằn vặt đó nó đâu có vui cho một đời sống của của những người muốn sự yên bình. Vì thế những điều chúng tôi đang nói với các anh chị em ở đây nó là thao thức từ tiềm thức, nó là thao thức từ những người đã chết, hồn vía của họ bắt chúng ta phải nói chuyện với nhau thưa các anh chị em điều thứ hai liên quan đến thực phẩm của mùa Tết đó là thịt chó khi nói điều này có nhiều anh em sẽ không thích có nhiều anh em thậm chí nghĩ rằng ạ à, cũng là sự dạy dỗ nào đó xin thưa với các anh chị em rằng đây là một cái đề tài tế nhị đây là một cái nội dung tế nhị khi nói đến cái chuyện thịt chó tôi đã từng ăn thịt chó ăn say xưa ăn đến bảy tám lần chứ không phải là ăn một lần <cười> và <cười> sau rất nhiều những sự nghiên cứu một cách nghiêm túc cực kỳ nghiêm túc kể cả có những lúc ngồi hàng giờ Trước cái trống đồng của tổ tiên của chúng ta Của tổ phụ của chúng ta Mà ngày hôm nay còn ở Paris Trước trống đồng đẹp đẽ nhất Lớn nhất Và được coi là cổ nhất Mà người Pháp đã Họ đã mua được Của những người dân Của Việt Nam Mua được Và họ đem về Pháp uhm. trên những cái hình ảnh trống đồng đó nó có hình những con chó nó có hình những con chim giống dân của chúng ta là giống dân lạc việt người ta gọi là chim lạc chim hồng biểu tượng là chim lạc chim hồng và hình ảnh nghe hình ảnh của con nghe để muốn chia sẻ với các anh chị em rằng không phải tự nhiên không phải vô tình mà con chó lại xuất hiện trên trống đồng đặc biệt là những trống đồng runan và cũng không phải là vô tình mà tổ tiên của chúng ta đặt cái tên nước ban đầu đó là nước văn lang cũng không phải vô tình mà trên tất cả những ngóc đình đài đền chùa của Việt Nam có cái số tuổi cỡ một ngàn năm đổ về trước ngày hôm nay còn sót lại đều cho chúng ta nhìn thấy xin lỗi với anh chị em nhé đều cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh của con nghề bàng bạc trong đời sống của là tâm linh của tổ tiên của chúng ta và các ngôi nhà cũ các ngôi nhà cổ uh, của các đồng bào thiểu số đặc biệt là của người mường nhà nào cũng vẫn còn ở giữ một cái tập tục đó là có con chó đá và đến tết thì thắp nơ cho thắp nơ đỏ cho những con chó đá đó thưa các anh chị em à, kẻ thù đã hết sức khôn khéo đã hết sức tinh ma để cho chính người dân của uh, miền nam của dòng lạc Việt đã tận tình coi cái miếng thịt chó là một cái món ăn mang tính cách truyền thống. <laughs> Tổ tiên của chúng ta những ngày khởi đầu của nền văn minh nông nghiệp, nếu không có những con chó thì chắc chắn sẽ không có những làng mạc đầu tiên, sẽ không có sự tụ hợp đầu tiên. Chính những con chó như là một chiến binh từ trời đã tạo ra một loài vật trung thành và tận tụy với những con người và những thổ khai hoang lập ấp đầu tiên nếu không có những con chó chúng ta cha ông của chúng ta sẽ không trụ được với những sự nguy hiểm của uh, của rừng của rừng hoang của thú dữ <laughs> nên chắc chắn rằng khi tổ tiên của chúng ta đặt tên nước là văn làng và cách điệu con chó thành hình con nghi để đi vào những giá trị tâm linh những đền đài đình chùa là các ngài có một thông điệp đối với chúng ta thông điệp đó là tri ân loài vật tri ân cái giống vật, cái con vật đã đi sát với sự lập quốc của chúng ta. Chúng ta cũng đừng quên thời, tức là là, là những cái đoàn quân khuyển đầu tiên của Đại Việt, của nước Văn Lang, Thổ Kỵ, thời ấy, Bà Trưng, Bà Triệu, đều có những đoàn quân chó đặc biệt thời Bà Triệu, kéo dài đến thời nhà hậu Lê, tức là thời của vua uh, Lê Lợi, là đoàn quân chó của tướng Nguyễn sĩ đã là một cái đoàn quân hết sức đặc biệt để giành lại tổ quốc, giành lại non sông của chúng ta. Vậy thì một cặn thần, một sinh thần mà tổ tiên của chúng ta đã gắn bó đời sống của họ với loài vật đó. Ngày hôm nay chúng ta mổ thịt, chúng ta ăn thịt chúng ta mổ thịt chó để mừng xuân để đón giao thừa để đón ông bà về ngự với chúng ta trong cái cái ngày sum họp như vậy thì liệu rằng tổ phụ của chúng ta có vui lòng hay không? Câu hỏi này gợi ra với các anh chị em và mong rằng uh, sẽ đến được với nhiều người hơn để cho chúng ta có những sự hỏi những cái câu hỏi nho nhỏ như vậy với nhau trước khi trở thành một câu hỏi của đất nước của dân tộc đó là tổ phụ của chúng ta có vui lòng không khi họ được mời về để để gọi là tham dự một bữa tiệc giao thừa <laughs> mà trong cái bữa tiệc đó nó có máu chó nó có thịt chó <laughs> vâng thưa các anh chị em <laughs> chúng ta đi vào một cái đề tài mà à, trong khoảng một tuần lễ vừa qua đã ồn ào lên tại hải ngoại và nó cũng đang vọng vào việt nam đó là lật đổ chế độ cộng sản chúng ta có muốn lật đổ chế độ cộng sản không hỏi câu hỏi này nó buộc chúng ta khi trả lời chúng ta phải nhìn ra cái yếu tố địa lý của đất nước Việt Nam. Ở đất nước Việt Nam chúng ta có hai cái phần địa lý khác nhau và ở hai cái phần địa lý khác nhau đó nó mang hai cái luồng ý thức khác nhau, chưa giống nhau. Có thể là 50 năm nữa hoặc là 30 năm nữa nó mới giống nhau. Chứ bây giờ thì chưa giống nhau. Trong cái chuyện lật đổ chế độ Cộng sản, theo sự tìm hiểu của tôi, của anh em chúng tôi ở trong miền Nam, đến 70% người ta đồng ý cái chuyện đó. Người ta mặc nhiên mong muốn cái chuyện đó xảy ra. À lật đồ chế mẹ, chết mẹ là cái chế độ Cộng sản đi. Khoảng 70% là như vậy. Người dân của miền Nam. Nhưng liệu là khi hỏi những uh, câu hỏi đó được đặt ở ngoài miền Bắc, tức là từ uh, phía Bắc của sông Bến Hải, thì nó có được 70% người ta đồng ý phải lật đổ cái chế độ cộng sản hay không? Câu hỏi này các anh chị em trả lời. Các anh chị em có cái cái, cái, cái những cái góc cạnh có những cái suy luận có những cái kiến thức để trả lời sẽ không phải là chúng tôi, chúng tôi ở xa quá. Tuy nhiên cái cảm giác của tôi nó nó sẽ không thể là 70%. Rằng người dân miền Bắc muốn lật đổ chế độ và đồng ý với một cái thái độ lật đổ chế độ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể lật đổ được chế độ khi chúng ta một đất nước có hai cái địa hình địa lý. Và gần như một nửa dân, một nửa dân phía Nam và một nửa dân là phía Bắc. Một nửa dân là phía Bắc. Cùng lắm là khoảng 30% cho tới giờ này khoảng 30% hoặc là 40% có cái ý thức đó có cái suy nghĩ đó nhưng mà từ suy nghĩ để đi đến hành động nó xa vời lắm bởi vì người miền bắc vốn là rất là tính toán rất là so đo ở à, ta có đổ máu không nếu nói đến cái chuyện lật đổ chế độ nếu mà đổ máu thì thôi xin nhá đừng kêu gọi tao làm gì đừng quên tao là miền bắc đổ cái gì thì đổ chứ đổ máu thì không <laughs> trong khi bản chất của người miền nam thì khác nếu cần phải đổ máu À thì đổ Thoải mái Đó chính là cái lý do Mà chúng ta bàn với nhau Ngày hôm nay Cái tiêu đề là Lật đổ chế độ Cộng sản Chúng ta có cần phải lật đổ chế độ Cộng sản hay không? Trước khi trả lời cái chuyện là có cần phải lật đổ chế độ Cộng sản hay không, chúng ta đi lan man một chút xíu về cái chuyện là chế độ cộng sản từ đâu mà ra. Nói đến điều này nhiều người coi là tầm thường bởi vì nó xưa quá rồi nó cũ quá rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng có những anh chị em cần nghe. Những người ngày hôm nay đang mang một sức lực lớn lao. Một một tiềm lực hành động lớn lao. Đó là cái lớp người 18 tuổi, 25 tuổi. Tôi nghĩ nhiều người, nhiều anh chị em mơ hồ về cái chuyện Đảng Cộng sản từ đâu đến nó mơ hồ là bởi vì các anh chị em được dẫn theo một cái 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 cách dẫn của một con cừu cái cách dẫn của một con ngựa kéo xe trong thành phố con ngựa kéo xe trong thành phố người ta phải bịt cái mắt nó lại để nó chỉ nhìn thấy một hướng đi mà thôi để nó nó chỉ có nhìn thấy một cái góc cạnh rất hẹp để nó chạy mà thôi vâng thưa các anh chị em nhiều người cứ nghĩ rằng đảng cộng sản uh, Việt Nam tức là chủ nghĩa cộng sản nó đến từ phương Bắc nó đến xuống tức là nó vào phương Nam nó tràn từ ở tàu nó vào rồi nó dạy dỗ phương Nam thưa không nó sai bét bèn bẹt khi mà suy nghĩ như vậy nó sai giống như là trong lịch sử của việt nam đã có những cái đoạn lịch sử dạy rằng à, thời kỳ hỗn mang thời kỳ đầu tiên của à, nước lạc việt đó là có những cái ông quan là ở trung hoa tràn à, tức là đi xuống phía nam làm làm quan rồi dạy người lạc việt cấy lúa dạy người lạc việt biết sống với nhau biết đạo vợ chồng hết sức là chó má, mà một số những nhà trí thức lớn của chúng ta, tức là nhà nho học lớn của của, của chúng ta, copy lại, chép y lại những cái đoạn lịch sử đó để dạy cho những người Việt Nam của thế kỷ ngày hôm nay. <laughs> Vì thế đã đến lúc chúng ta cần nhìn, đặc biệt là những người phương Nam. Chúng ta nhìn một cách thấu đáo về cái chuyện Đảng Cộng sản, chủ nghĩa cộng sản nó từ đâu nó đến. Thưa các anh chị em, chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam nó không phải từ Nga, đầu tiên nó không phải từ Nga. Chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam là từ Pháp, từ chỗ tôi đang đứng này, chân tôi đang đứng trên này, đất Paris. Nó đem về Việt Nam bằng năm người mang cái ý thức đầu tiên, tức là 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 người ta gọi là cái nhóm ngũ long cái nhóm ngũ long đó có một cái tên chung là nguyễn ái quốc chủ chốt của nhóm ngũ long đó là ông phan chu trinh người thứ hai quan trọng đặc biệt đó là ông phan văn trường người thứ ba là ông nguyễn thế truyền và ông nguyễn thế truyền còn có cả em của ông nguyễn thế truyền cộng tác vào nữa cho nên có thể coi ông Nguyễn Thế Truyền như là hai người vậy, ông Nguyễn An Ninh và cái người thứ sáu là ông Nguyễn Tất Thành. Cái vai trò của ông Nguyễn Tất Thành không phải là vai trò lý luận, không phải là vai trò tư tưởng. Vai trò tư tưởng là vai trò của ông Phan Chu Trinh được coi là linh hồn của nhóm ngũ long lúc bấy giờ. Về những lý thuyết về những luận thuyết là ông Phan Văn Trường và hai anh em ông Nguyễn Thế Truyền cùng với ông Nguyễn An Ninh đó là những người học cái, cái 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 học vị đều là những người cử nhân văn trường hoặc là những luật sư còn ông Nguyễn Tất Thành tiếng Tây cùng lắm là bằng tôi thôi tiếng Tây bằng tôi thì làm sao mà viết được nhất nữa là viết viết về lịch sử viết về chính trị viết về triết học cho nên từ cái nhóm ngũ long đó mới đem cái ý thức cộng sản đệ tứ vào việt nam tranh đấu cho công bằng và tranh đấu cho dân tộc cái tinh thần, gọi là tinh thần, mang cái tinh thần chủ nghĩa dân tộc mà họ mượn cái lý thuyết Cộng sản đệ tứ. Cộng sản đệ tứ là gì thưa các anh chị em? Cộng sản đệ tứ đó là một cái chủ nghĩa Cộng sản chấp nhận sự đối lập, chấp nhận uh, tranh quyền chung với các đảng phái khác. Nhắc! lại với các anh chị em cái sự kiện Ngũ Long tại Paris. Ở cái giai đoạn năm 1918, năm 1922 đó. Để cho các anh chị em thấy rằng có hai vấn đề để, để nhận ra. Vấn đề thứ nhất liên quan đến cái tên Nguyễn Ái Quốc. Và vấn đề thứ hai nó liên quan đến tư tưởng đệ tứ Cộng sản đã vào miền Nam như thế nào, miền Nam Việt Nam như thế nào. Giai đoạn năm 1922. Thứ nhất liên quan đến cái tên Nguyễn Ái Quốc rất nhiều các anh chị em, chị em trẻ ngày hôm nay lầm lẫn rằng ông Nguyễn Ái Quốc là ông Nguyễn Tất Thành và ông Nguyễn Tất Thành là ông Hồ Chí Minh. Chúng ta đã bị dẫn lòng va lòng vòng sai bét bèn bẹt. Ông Hồ Chí Minh là ông Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tất Thành là ông Nguyễn Tất Thành. Ông Nguyễn Ái Quốc là một cái tên của năm người dùng chung bốn cái cây viết thứ nhất là ông phan chiêu trinh thứ hai là ông phan văn trường thứ ba là ông nguyễn thế truyền và người em của ông nguyễn thế truyền thứ năm là ông nguyễn an ninh đó là những cây viết trụ cột có khả năng viết lách và lý luận cái vai trò của ông nguyễn tất thành là một anh chàng liều mạng là người đem những trước tác đó, đem những bài văn đó để đưa cho báo chí. Tức là một người trung gian giữa báo chí và năm người hoạt động bí mật. Sau này, những người Cộng sản Đệ Tam đã vẽ ra một cái lịch sử khác về cái nhân thân của ông Nguyễn Tất Thành để đồng dạng đồng hóa ông Nguyễn Ái Quốc là ông Nguyễn Tất Thành và ông Nguyễn Ái Quốc là người viết ra tất cả những cái bài báo ở thời bấy giờ cho nên rất cẩn thận các anh chị em nên rất cẩn thận tôi lập lại nha ông Hồ Chí Minh tiếng Pháp của ông Hồ Chí Minh cùng lắm là bằng tôi thôi không hơn tôi được và trình độ của tôi không thể nào viết được tiếng Pháp, nhất nữa là viết về chính trị, về về lý luận, về triết học. Chúng ta đi qua cái 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 cái, cái, cái khoản thứ hai liên quan đến cái nhóm ngũ lòng tức là nhóm đệ tứ quốc tế, đệ tứ cộng sản. Năm 1920-1921 xảy ra một cái vụ án kinh thiên động địa tại Việt Nam. Đó là vụ án của Việt Nam Quốc dân đảng. Hàng loạt những người yêu nước của Việt Nam Quốc dân đảng bị đem ra yên bái để xử chém, chém đầu. Những người anh hùng được dẫn đầu bởi ông Nguyễn Thái Học đã lên đoạn đầu đài và sự rúng động từ Việt Nam nó rúng động vào chính quốc của nước Pháp lúc bấy giờ. Có một cuộc biểu tình đã xảy ra một cách hết sức bất ngờ ngay tại Place de Thiom ngày hôm nay, tức là Khải hoàn môn của ngày hôm nay. Rất nhiều những cái cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua xảy ra tại Khải hoàn môn của Pháp và ngày hôm nay cũng xảy ra một cuộc biểu tình khá lớn nhưng đang đi vào tức là nỗ lực của những cuộc biểu tình đó đang đi vào tắt dần sở dĩ họ đi vào tắt dần nó cũng là một cái kinh nghiệm cho những người hoạt động tranh đấu tại việt nam ngày hôm nay tức là những cuộc biểu tình đã không bảo vệ được nhau không bảo vệ được cái ý thức ban đầu của mình cái ý tưởng ban đầu của mình nghĩa là phải làm thế nào đó ôn hòa để tập trung tập trung dùng sức mạnh ôn hòa để lay chuyển uh, chính phủ những cái cuộc biểu tình đã không có được những người uh, tự bảo vệ tự làm an ninh để nó xảy ra cái tình trạng những cái kẻ uh, đập phá đã trà trộn vào những kẻ đập phá nó đến từ những đảng phái cực hữu hoặc đến từ những đảng phái cực đoan hoặc đến từ ngay sự tổ chức của chính quyền. Và một khi những cuộc biểu tình như vậy kéo dài lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 10 mà không có được những sự bảo vệ lẫn nhau như vậy, không giữ được cái bộ mặt sạch của mình như vậy đó. Tức là sự bạo động nó đi đến thái quá Sự bạo động của những kẻ ở đâu Ở đâu từ trên trời rớt xuống Làm chuyện bạo động đó Thì những cuộc biểu tình đó sẽ đi vào thất bại Đây là bài học cho chúng ta Những người đang ở Việt Nam Chúng ta lại trở lại cái chuyện năm người mang ý thức Tôi gọi là ý thức tiền phong Về giải phóng dân tộc Theo cái tinh thần của đệ tứ Cộng sản Những người đó họ đã làm cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền pháp và họ làm ngay tại paris họ làm ngay tại ấy, khải hoàn môn cũng dán biểu ngữ dẫu rằng nó có sự tranh đấu dán biểu ngữ dán truyền uh, đơn thì bị lột xuống dán trước lột sau dán uh, tức là dán 5 phút sau 10 phút sau là bị lột xuống nhưng họ vẫn làm được cuộc biểu tình Và sau cuộc biểu tình đó Khoảng 20 người đã bị bắt Và Cái người bị bắt Và Năm 1922 Đã gọi là, 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 là Bắt buộc tống về Việt Nam Đó là ông Tạ Thu Thầu Con chim đầu đoàn của Đệ tứ Cộng sản và đó chính là những người đầu tiên nguyễn an ninh tạ thu thâu phan văn hùng phan văn chánh trần văn thách những người đó là những người đầu tiên mang cái ý thức cộng sản vào việt nam và là cộng sản đệ tử Trong cái thời gian 1922 ở ngoài miền Bắc là mông muội về về cái gọi là cộng sản. Ở ngoài miền Bắc lúc bấy giờ chỉ có tinh thần của Việt Nam quốc dân đảng. Lập lại với các anh chị em năm 1920 vụ án Việt Nam quốc dân đảng tại Yên Bái 13 người phải lên đoạn đầu đài. Ông Nguyễn Thái Học dẫn đầu và hết sức ngạo mạn. Thế sau cái cuộc biểu tình tại Las de Thiom tại tại quảng trường Khải Hoàn Môn của Paris đó những người đứng đầu đều đã bị bắt và trục xuất về Việt Nam đưa về Việt Nam lập lại với các anh chị em người quan trọng nhất và người đứng đầu đem tinh thần đệ tứ về Việt Nam đó là ông Tạ Thu Thâu và những người như ông Tạ Thu Thâu đã là thế nào đã làm sao thưa các anh chị ông phan văn chánh ông tạ thu thâu ông trần văn thạnh ông phan văn hùng đều đã bị thủ tiêu vào tháng 10 năm 1945 họ hầu hết hoàn toàn là người miền nam và bị những người miền bắc đệ tam cộng sản thủ tiêu thưa các anh chị em, bản chất của những người đệ tam cộng sản đó. Từ ban đầu họ đã giết nhau. Những người cộng sản đệ tứ bị những người cộng sản đệ tam giết. Và lập lại cùng với các anh chị em tinh thần đấu tranh, tinh thần cộng sản là đầu tiên là vào miền Nam của Việt Nam đến với miền Nam của Việt Nam. Những kẻ đệ tam quốc tế chỉ là những kẻ ăn theo là những kẻ đi tắt đón đường mà thôi. Vì thế, từ đâu Cộng sản đến đất nước Việt Nam? Có lẽ rằng các anh chị em trẻ qua cái live stream này hy vọng nó như là một tiền đề để cho các anh chị em sẽ tham khảo. Đừng tin những gì chúng tôi nói. Đừng tin hết, cũng lắm là tin 20% thôi. Và hãy mở sách. Sách thật sự chứ không phải là sách của Cộng sản. Sách Cộng sản thì vứt đi. Chúng nó chỉ dạy các anh chị em ăn cứt gà thôi ừ. Mở sách Mở ăn tạc Net Vốn liếng của ăn tạc Net Ông thầy của chúng ta là Vốn liếng của Ang tạc Net Đánh cái chữ tạ thu thâu vào Đánh cái chữ đệ tứ cộng sản Đệ tứ quốc tế vào Các anh chị em sẽ có Miên man là tài liệu để Cho các anh chị em tham cứu Các anh chị em nhìn nhận bao nhiêu là bài viết bao nhiêu là cách viết của cả người bên này lẫn người bên kia của cả những người học giả và uh, đi vào cuộc đấu tranh um, như ông hồ hữu tường đó là những nhân chứng và kể cả là những cái bài gọi là uh, chữa lửa của những người miền bắc những người đệ tam cộng sản họ chữa lửa để uh, họ phủ định đi cái chuyện là à không có cái nhóm ngũ lăng đâu mà đã nói rằng không có nhóm ngũ long nghĩa là không có đệ tứ cộng sản quốc tế họ cố gắng họ phổi đi không có ngũ long đâu chỉ có một ông long thôi đó là ông nguyễn ái quốc và ông nguyễn ái quốc là ông nguyễn tất thành ông nguyễn tất thành ông nguyễn ái quốc nghĩa là ông hồ chí minh nghĩa là ông lý thụy nghĩa là ông b ông c của họ mà ra chỉ một người mà thôi cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận ra điều nào thật, điều nào giả trong cái dòng gọi là lịch sử mà những người Cộng sản đã vẽ lên và dạy chúng ta, dẫn chúng ta mấy chục năm nay, dân tộc của chúng ta mấy chục năm nay đi vào trong những cái con đường u tối đó để đánh mất ngay chính chúng ta. Đánh chất, đánh mất ngay cái nhân đạo nhân phẩm của của chính chúng ta, của chính dân tộc của chúng ta thì muốn trao đổi với các anh chị em thêm đó là chế độ cộng sản đã đến và đệ tứ đến trước đệ tam đến sau đệ tam là hầu hết là người miền bắc và đã tiêu diệt thế lực cộng sản đệ tứ tức là tiêu diệt những người cộng sản phương nam từ những năm 1922 đến những năm 1945, biết bao nhiêu những công trình tổ chức nhân sự của đệ tứ Cộng sản đều đã bị đệ tam Cộng sản giết và chấm dứt vào tháng 10 năm 1945. Thưa các anh chị em, dẫn đến cái cuộc chiến tranh Nam Bắc sau năm 1945, sau khi cướp được chính quyền của ông của ông Trần Trọng Kim sau khi lột lá cờ vàng xuống khỏi Hà Nội thì Đảng Cộng sản Đệ Tam đã dựng lên một cái lá cờ đỏ và dựng lên một cái quốc gia mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính cái quốc gia đó cái tên quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó đã uh, trở thành như là một uh, một cái vóc dáng chính, một cái nhân dáng chính để cho Đảng Cộng sản uh, đệ tam quốc tế lợi dụng khai thác thành cái chuyện kháng chiến 9 năm, khai thác thành cái chuyện gọi là cải cách ruộng đất. Mục <laughs> tiêu của cải cách ruộng đất là trí phú địa hào đào tận gốc trúc tận rễ một quốc gia mà coi những người trí thức là kẻ thù số một thì quốc gia đó sẽ dẫn dân chúng đi về đâu từ năm 1945 đến ngày hôm nay chúng nó dẫn dân tộc của chúng ta đi về đâu sau khi cái gọi là trí phú địa hào đào tận gốc trúc tận rễ những người trí thức là đầu tiên phải giết những người thứ hai thành phần thứ hai là phú tức là những người giàu có đất nước nào cũng thế cái thành phần tư bản là thành phần nghiễm nhiên họ trở thành tinh túy của quốc gia những người tư bản những người giàu có bằng mồ hôi của họ bằng trí tuệ của họ đó là những thành phần tinh túy của bất kỳ quốc gia nào dĩ nhiên nó không phải nói như vậy không có nghĩa mặc định những người giàu có ngày hôm nay là tinh túy của quốc gia thưa không những thằng giàu có ở việt nam ngày hôm nay hầu hết đều là những thằng đầu trộm đuôi cướp bố của nó là cướp mẹ của nó là cướp và bản thân chúng nó là cướp toàn là đầu trộm đuôi cướp không có một cái quốc gia nào gọi đầu trộm đuôi cướp là tinh hoa của dân tộc cả vì thế <laughs> Đó đến lúc chúng ta cần nhìn ra cái giá mà đất nước của chúng ta ngày hôm nay phải chịu. Đó là đất nước của chúng ta xuống lỗ, đất nước của chúng ta lùi thủi, lùi thủi, chui vào cái cạm bẫy của người Trung Hoa Đỏ để trở thành tay sai. Điều mà tổ tiên của chúng ta suốt gần 2.000 năm qua kịch lực chống lại, bằng cách này hay cách khác, kịch lực chống lại. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang vô phương không chống được nữa bởi vì chúng nó đánh từ ở trong trong phế phủ của chúng, chúng ta nó đánh ra. Tổ quốc Việt Nam ngày hôm nay đang bị đánh từ phế phủ đánh ra, đánh từ ruột, đánh từ tim óc. Đánh từ phổi đánh ra. Suốt từ năm 1945 sau khi giết được những kẻ trí thức, sau khi giết được những người giàu có một cái bọn răng đen Mã Tấu đã nắm quyền điều hành đất nước vai trò của chúng nó là tay sai chúng nó chẳng biết mẹ gì cả thằng tàu nói à ăn cất thì chúng nó ăn cất thằng tàu nói ăn cơm là chúng nó ăn cơm thằng nga bảo uống nước tiểu là chúng nó uống nước tiểu vì thế mới có cuộc chiến tranh xảy ra Dân của ngoài miền Bắc được dẫn dụ đi vào con đường chiến tranh, con đường chết chóc vào trong miền Nam giết người miền Nam. Và sau khi họ thắng, sau khi cái chiến lược của quốc tế, đặc biệt của khối inhumanity họ rút khỏi cái thế lực quân sự rút khỏi Việt Nam. Thì thế lực của sa tăng đã thắng thắng tạm thời thắng trong vòng 50 năm và ngày hôm nay đang là những cái năm cuối cùng của cái chiến lược 50 năm đó chiến lược mà người ta nói rằng gọi rằng muốn thắng cộng sản phải để cho cộng sản chiến thắng Cộng sản chiến thắng thì người dân miền Nam mới nhìn ra bản chất của những thằng cộng sản đệ tam đi từ miền Bắc vào. Chúng nó hiện nguyên hình là những thằng cướp. Chúng nó nguyên hiện nguyên hình là bọn thảo khấu, là những con khỉ đột đỏ đít từ Trường Sơn đi vào trong Sài Gòn và ngồi chễm chệ trên ngai quyền lực với cái tư thế của một con khỉ đỏ đít suốt 42-43 năm qua không hề thay đổi. <laughs> sĩ diện của những người miền nam của mặt trận giải phóng miền nam đây là giai đoạn thử thách sau cùng những con người chiến đấu trong cái mô thức của cái tên gọi một cái lực lượng đó là lực lượng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Đây là cái năm quyết định để đánh giá lại giá trị và danh dự của những người đã mang đệ tứ Cộng sản vào Việt Nam cùng hậu duệ của những người mang tinh thần đệ tứ Cộng sản vào Việt Nam. Các anh, các chị phải trả lời. Các anh các chị có lấy lại được danh dự của mình hay không? Có xác định được danh dự của mình và bổn phận của mình với dân tộc hay không? Với những người tiền phong đã đem tư tưởng cộng sản đệ tứ vào Việt Nam có xác định được hay không? Đó là năm nay. <laughs> Từ cái chuyện năm 1975 nó đã dẫn đến tình hình của ngày hôm nay tình hình cả đất nước của chúng ta trôi vào quỹ đạo của Trung Hoa. Và ngày hôm nay chúng ta đối diện với chuyện là cả quốc tế đang thay đổi chiến lược, tức là thay vì hợp tác, thay vì nhắm mắt đối với Cộng sản thì họ đưa cao tay lên để xác định một chủ trương của họ trong thời gian này và những năm sắp tới. Đó là tiêu diệt chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới đã nói đến cái chuyện tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, thì việc đầu tiên của họ là gì? Đánh dập đầu con rắn của cái thứ chủ nghĩa xã hội đó. Con rắn đó, đầu của nó là ai? Nếu không là thằng Trung Cộng. Và một khi những thế lực của tự do đánh dập đầu được con rắn đó, giết, rứt đổ được, cái mô hình xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng đó thì Việt Nam chúng ta sẽ ra sao? Đây chính là một câu hỏi muốn gợi ra với nhau rằng chế độ Cộng sản chúng ta có cần lật đổ hay không? Nếu là không cần lật đổ chế độ Cộng sản thì tại sao thế giới họ hè nhau để họ lật đổ xã hội chủ nghĩa? Mô hình xã hội chủ nghĩa nghĩa là Cộng sản. cái đầu của xã hội chủ nghĩa là cộng sản vì thế chúng ta đang đối diện một cái thời cơ có thể nó sẽ dẫn đến cái chuyện là bất chiến tự nhiên thành khi thằng tàu học máu mồm ra thì những thằng cộng sản tay sai nó học cái gì nếu không là học máu mồm như cái thằng đàn anh của nó Như cái thằng quan thầy của nó <laughs> Ý thức của chúng ta hết sức cần thiết Đặc biệt là những người phương Nam Ý thức lật đổ chế độ Cộng sản Chúng ta phải trang bị với nhau Là muốn đất nước của chúng ta tồn tại Muốn dân tộc của chúng ta đứng được Ngang hàng với các dân tộc khác trên thế giới thì phải lật đổ chế độ cộng sản và lật đổ như thế nào đây là một cái câu hỏi mà mỗi một địa phương mỗi một vùng miền mỗi một vùng lãnh thổ có một cái cách trả lời khác nhau ý đồ ý thức tư tưởng của chúng ta phải trang bị rằng chúng ta lật đổ chế độ chúng ta phải lật đổ chế độ và chúng ta ước muốn lật đổ chế độ cộng sản nhưng nói ra hay không nó là chuyện khác Có những người không bao giờ Nói ra cái câu là À lật đổ chế độ Cộng sản Nhưng những việc làm của họ Là những việc làm để đi đến Cái kết thúc là lật đổ chế độ Cộng sản Chúng ta cần những người đó hành động như thế Hay là Chúng ta cần những người đó đứng ở một cái bục nào đó rồi nói, giơ tay rằng, à, phải lật đổ chế độ Cộng sản. Nói xong lăn đùng nó chết ngắt bắn bỏ mẹ. Cho nên những người ở hải ngoại, các anh chị em, các anh chị em có quyền có quyền nói, các anh chị em muốn nói thế nào cũng được. Và đại đa phần là nói cho sướng miệng, nói vô tội vạ. Các anh chị em đã làm được điều gì cho cái mục tiêu lật đổ chế độ cộng sản? Hay là các anh chỉ có nói thôi? Các anh bỏ bao nhiêu đồng bạc vào trong cái công trình lật đổ chế độ Cộng sản? Các anh góp được bao nhiêu ngày tù? Các anh góp được bao nhiêu đồng xu? Bao nhiêu giọt mồ hôi của các anh chị em cho cái chuyện lật đổ chế độ Cộng sản? Mà các anh chị em rất dễ dàng rêu rao rằng à phải lật đổ chế độ Cộng sản. Rằng à bắt buộc mọi người đều phải nói giống như các anh chị nói. Nghĩa là phải lật đổ chế độ Cộng sản. Hay là à một năm hai năm các anh khoác một cái áo cờ vàng các anh đeo trên cổ đầy cờ vàng anh chạy lông nhông ở ngoài đường anh phóng xe anh hú còi như vậy nghĩa là anh đã làm được cái công việc lật đổ chế độ công sản hay rằng đó chỉ là một cái trò tự sướng của một vài cá nhân nào đó bởi một khi đã nói đến hành động thì người ta cần một sự tĩnh lặng mỗi một người có cái cách thể hiện khác nhau vấn đề là nội dung nội hàm của hành động của người ta có đi đến chung cái mục tiêu hay không cho nên những người ở hải ngoại các anh chị em phải hiểu rằng các anh chị em chỉ ở bên ngoài và hãy lên hỗ trợ đừng dạy dỗ ở trong nước họ không cần các anh chị em dạy dỗ các anh chị em biết cắt gì để mà dạy dỗ người ta ở bên ngoài hãy làm bổn phận của người bên ngoài nếu các anh có lương tâm là hỗ trợ cho trong nước hỗ trợ cho các anh chị em chứ không phải là các anh ngồi trên đầu các anh em ở trong nước bảo rằng các anh em trong nước phải làm cái này phải làm cái kia phải nói như tôi phải nói giống tôi cái đó là tào lao ở trong nước cũng vậy những người thực sự muốn làm việc để đi đến cái mục tiêu tự do cho xứ sở đem đến sự tự do đem đến sự công bằng cho xứ sở những người đó họ làm việc và có thể là họ sẽ nói cách này hay nói cách kia nó dịu dàng nó nhẹ nhàng nhưng cái nội dung hành động của họ là đi đến mục tiêu công bằng và tự do cho xứ sở, cho cho người dân tại Việt Nam, công bằng và tự do nghĩa là lật đổ chế độ, nghĩa là hành vi để lật đổ chế độ cộng sản cần phải hiểu rất rõ như vậy. <laughs> Nên tại Việt Nam hai vùng ý thức khác nhau, hai vùng lãnh thổ khác nhau, các anh chị em phương Nam đừng khi nào bị sốc khi thấy các anh chị em phương bắc nói rằng à không thể nào lật đổ được chế độ cộng sản và cần gì phải lật đổ chế độ cộng sản chỉ cần nó thay đổi thôi nó sẽ tạo ra sự chia rẽ giữa miền bắc và miền nam chúng ta hãy biết thân phận của chúng ta thân phận của những người phương nam là thân phận của những người dân gọi là, 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 là những công dân hạng hai của chế độ cộng sản Chúng ta là những công dân hạng 2 và chúng ta phải hành xử theo cái cách của công dân hạng 2. Đã là công dân hạng 2 thì không thể nào chấp nhận sự chính nghĩa của chế độ được. Chấp nhận sự chính danh của chế độ được. Nhưng không phải vì không chấp nhận mà chúng ta cứ nhảy lên uh, nhảy lên nét, nhảy lên đài, chúng ta la ông ổng, chúng ta hét ầm ầm lên là chúng ta chống cộng, chúng ta phất cờ vàng, chúng ta kéo cờ vàng. Đừng trôi vào cái bẫy nhé các anh chị em có những người phất cờ vàng hùng hục phất từ nam ra tới bắc nhưng đằng sau của họ là gì gốc gác của họ là gì họ và họ phất để làm gì đó chính là những câu hỏi đòi hỏi chúng ta phải nghiêm chỉnh đừng có trôi nổi đừng có cảm xúc thái quá để vinh với anh chị em miền bắc những người miền Bắc không thể nào họ nói được giống như người miền Nam và đặc biệt các anh chị em cũng thế các anh chị em ngoài miền Bắc cũng vậy. Anh em trong phương Nam của chúng tôi nói cái ngôn ngữ của chúng tôi, nếu các anh chị em nghe không được ok xin stop đừng phê phán, đừng chửi rủa. Bởi vì tôi lập lại mỗi một địa hình, mỗi một địa lý vùng địa lý lãnh thổ vì vì vấn đề chính trị tác động chính trị của hai vùng lãnh thổ nó khác nhau. Nên nó tạo ra hai thái độ khác nhau. Nó tạo ra hai ý thức khác nhau. Chúng ta cần phải có một cái thời gian Một thời gian đủ dài để cho chúng ta nhìn giống nhau Và trong cái thời gian cần đủ dài đó Có thể chúng ta phải chấp nhận cái chuyện cắt đôi đất nước Cưa đôi đất nước ra và thay vì những người phương Bắc trong đất nước thì phải biết ý thức rằng phải hỗ trợ để cho cái chuyện cưa đôi đất nước nó sẽ xảy ra. Bởi vì nó có như vậy thì mới có được từng phần lãnh thổ của đất nước được tự do. Và từng phần lãnh thổ đó sẽ dần 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 lấy lại toàn vẹn những vùng lãnh thổ khác. Còn nếu chúng ta cứ u e, ớ, người ở phương nam người ở phương bắc chúng ta gọi là chúng ta kèn cựa nhau không trong cái chuyện lý luận như vậy đó thì muôn đời sẽ không lật đổ được chế độ cộng sản muôn đời sẽ không lật đổ được mà chế độ cộng sản nó là một cái chế độ không bao giờ thay đổi đừng bao giờ nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm chúng nó làm những điều chúng nó làm nó hoàn toàn khác với những điều chúng nó nói vậy nhá thưa các anh chị em trao đổi với các anh chị em về cái chuyện lật đổ chế độ cộng sản và chúng ta phải làm như thế nào đó để chúng ta nhìn ra từng vùng miền của chúng ta nó có những điều khác nhau, kể cả ở hải ngoại và ở quốc đội nó cũng có những điều khác nhau. ở trong nước đừng vì những uh, lời tuyên bố vớ va vớ vẩn của năm ba anh chàng vớ va vớ vẩn để rồi nhìn ra hải ngoại là à hải ngoại đều là những người như vậy, thưa không? hải ngoại còn có nhiều người tỉnh, hải ngoại còn có nhiều người tự trọng chứ không phải hải ngoại chỉ là một cái đám lố nhăng nhố nhố nhăng nhăng đậm một cái kéo cái cờ vàng ra móc lên cổ móc lên vai rồi là hò hét ầm ầm cái chuyện tranh đấu dạy người khác tranh đấu và bắt người ta phải tranh đấu như mình chuyện tào lao thiên đế chúng ta chúng ta mới đứng ở một cái hàng thứ nhất của cái chuyện lật đổ chế độ cộng sản như thế nào làm thế nào để lật đổ chế độ Cộng sản? Chúng ta có 40 năm, 42 năm gọi là giải phóng. Những người phương Nam, lớp trẻ, hai ba thế hệ đã bị cắt đứt với lịch sử. Những người ngày hôm nay ở phương Nam 18 tuổi, 25 tuổi không hề biết rằng lịch sử những năm 1975 đến những năm 1985, 10 năm đó đã có biết bao nhiêu những tổ chức chống đối chế độ Cộng sản. Bản thân tôi biết là 47 tổ chức. Từ năm 1976 đến năm 1993 khi tôi về nước, 47 tổ chức đã có mặt ở trong trại tù A20 Xuân Phước Phú Yên. Đó là chỉ một trại tù thôi nhé. Còn những trại tù khác, nó là con số bao nhiêu? chưa có một sự thống kê đầy đủ. Những gì chúng tôi biết được, bản thân tôi biết được là 47 tổ chức đã có mặt ở trại tù A20 Xuân Phước Phú Yên từ những năm 1976 đến những năm 1994. Điều đó cho thấy rằng chúng ta bị cắt khỏi cái dòng lịch sử cận đại. Cho nên các anh chị em cảm thấy là lơ lơ láo. Những người 30 tuổi, thậm chí 40 tuổi là lơ láo. Bởi vì chúng ta không thấy được cái khí phách của cha ông của chúng ta. Chúng ta không nối mạch được cái cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu của chúng ta liên tục, chứ không có bị ngắt quãng. Nhưng là bởi vì chúng ta không có truyền thông, bởi vì kẻ thù tìm đủ mọi cách để đàn áp những gia đình có những người tử hình những cái vụ án, những người bị tù. Cho nên các anh em trẻ 30 tuổi đổ xuống, 35 tuổi đổ xuống là mất cái dòng chảy của lịch sử cận đại dòng chảy của cuộc đấu tranh ngày hôm nay chúng tôi là những người cố gắng nối lại cái dòng chảy đó nối lại bằng cách kính báo với thế hệ trẻ rằng các em đã có những người đàn anh xứng đáng mang tinh thần tự do mang tinh thần trượng phu của người việt nam tức là dám chiến đấu và chiến đấu đến nơi đến chốn dẫu rằng chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ chết thả chúng tôi vẫn chiến đấu như trận hải chiến tại Hoàng Sa những người lính đó họ biết họ bắn trước họ biết họ nã đạn là họ sẽ chết nhưng họ vẫn phải nã đạn đó là một cái thái độ trượng phu của dòng giống Việt Nam dòng giống lạc Việt chúng ta ngày hôm nay cần phải có sự truyền thông chính sự truyền thông đó là chúng ta nối mạch lại cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu từ những năm 1976 đến ngày hôm nay. Cái dòng chảy đó, cái dòng sông tranh đấu đó chúng ta phải nối lại và nối lại bằng truyền thông, bằng truyền thông sạch. Từ cái chuyện nối lại truyền thông đó, chúng ta mới xây dựng được những cái hội những cái hội nhóm. Những hội nhóm thật sự hoạt động chứ không phải những hội nhóm chúng ta lập ra để kiếm một vài đồng tiền từ hải ngoại gửi về những hội nhóm chúng ta đến với nhau bằng sự thao thức của dân tộc bằng sự thao thức của tri thức của chúng ta thao thức của những người có văn hóa là những người có hiểu biết những người có đạo đức chính những sự thao thức đó nó làm ra những tập hợp ban đầu chúng ta đang ở cái giai đoạn đó nó sẽ phải tiến đến cái giai đoạn thứ hai có thể là hai tháng có thể ba tháng có thể là năm, năm tháng là những nhóm hội đó phải tìm cách liên kết với những nhóm hội khác những nhóm hội của công giáo những nhóm hội của phật giáo những nhóm hội của trường đại học này trường đại học kia công ty này công ty nọ phải tìm cách liên đới với nhau cái đó nó tạo thành phong trào phong trào xã hội dân sự từ những cái hoạt động của những cái phong trào xã hội dân sự đó mới nảy sinh ra những cá nhân hoạt động chính trị và chúng ta chấp nhận lẫn nhau chúng ta chấp nhận những người hoạt động chính trị đó mang tham vọng tham vọng cá nhân của họ nhưng cái vấn đề là họ mang tham vọng đó họ phải công bằng không thể là tham vọng mang cái tính cách độc quyền được Tức là đây là trò chơi dân chủ Đây là mô thức dân, dân chủ Chúng tôi chấp nhận tham vọng của anh Tham vọng của anh 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 muốn có quyền lực Ok xin mời vào cuộc tranh đấu này Để dành cái quyền lực của anh Nhưng hãy là công bằng Anh giành quyền lực của anh Anh dành quyền lợi của anh Một cách công bằng Một cách song phẳng Với những người khác Không được quyền trà đạp người khác Đó là trò chơi dân chủ và trong cái cái giai đoạn cuối cùng của cái hình thành cái trò chơi dân chủ đó nó sẽ hình thành ra một cái lớp người đặc biệt lớp người đặc biệt đó là lớp người sẵn sàng dấn thân sẵn sàng hiến tế cho sự lợi ích của dân tộc những người đó họ chiến đấu không phải vì lòng tham vọng là họ sẽ được căn nhà hay họ sẽ được cái chức ông xã trưởng hay ông quận trưởng hay ông huyện ông chủ tịch huyện đó là những người họ chiến đấu vì lòng tự trọng của dân tộc. Vì ước mơ được nhìn thấy dân tộc sẽ thịnh vượng. Dân tộc sẽ công bằng. Sẽ sống được trong một cái xã hội công bằng. Chúng ta nhìn qua nước Nhật. Nhiều người cứ nhìn à chính quyền nước Nhật là là chỉ có một cái chính quyền của việc nương măng của thủ tướng không? Không. Đằng sau cái thủ tướng đó, đằng sau cái chính phủ đó, nó còn có vua của họ. Nó còn có quyền lực của vua của họ, tức là quyền lực quân chủ và song song với quyền lực dân chủ đó nó còn có một cái lực lượng đặc biệt khác. Cái lực lượng đặc biệt đó nó đứng đằng sau của chính phủ. Nó giúp đỡ chính phủ để chính phủ hoàn thành những ước vọng lớn cho dân tộc và đồng thời nó cũng sẵn sàng chặt đầu chính phủ Ở Nhật họ có thế lực đó Và chúng ta nhìn qua Do Thái Do Thái họ cũng có thế lực đó Chúng ta không thể nào so sánh được với người Do Thái Bởi vì vấn đề thần đạo Người Nhật họ có thần đạo Cái thần đạo, tinh thần thần đạo đó Nó hướng dẫn cái tư tưởng của người ta chiến đấu Người Do Thái Họ cũng có quốc giáo của họ Đạo Do Thái giáo và cái lực lượng do thái giáo đó nó chi phối và nó bảo vệ cái quyền lực cho những người làm chính quyền đất nước hoa kỳ họ cũng có một cái thế lực siêu quyền lực của họ cho nên chúng ta đất nước của chúng ta cũng sẽ phải như vậy sẽ phải tìm lại với nhau để xây dựng nên một thành phần giống như họ, giống như những thành phần phía sau của chính phủ của Nhật, chính phủ của do Thái, chính phủ của của liên bang Hoa Kỳ. Những thành phần đó chúng tôi trân trọng gọi rằng đó là những nhân tố cách mạng dân tộc. Nó vượt lên trên những thành phần làm chính trị cho từng giai đoạn và để đi đến được bốn cái bậc thang như vậy bậc thang thứ nhất là truyền thông để có được hội nhóm để có được ý thức giống nhau cái bước thứ hai từ hội nhóm mới đi vào những cái liên minh thành những cái phong trào cái bước thứ ba từ những cái phong trào đó mới đi đến những gọi là cái tầm hoạt động về chính trị những nhân sự chính trị những tổ chức chính trị liên đới với nhau và cuối cùng mới chọn lẫn trong những thành phần hoạt động đó là những cá nhân kiệt xuất của dân tộc đó là lực lượng cách mạng dân tộc chiến đấu bằng tinh thần hiến thân bằng tinh thần hiến tế để cho một đất nước việt nam sẽ đứng ngang hàng với tất cả những cái dân tộc trác tuyệt khác của thế giới ngày hôm nay xin kính chào các anh chị em